Hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp động tính từ đi với chiman. Tuy làm việc trò việc gì đó, nhưng bài này ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở trong bài số 7 giáo trình sâu tiếng Hàn Seoul 1A. Chiman đứng sau gốc động tính từ nối giữa hai vế câu mang ý nghĩa đối lập, có nghĩa là nhưng kết hợp với động tính từ. Nếu mà có bắt chim thì sẽ đi với, uh, thì bỏ chữ tà thì đi với chim an. Và không có bắt chim thì cũng là bỏ chữ tà đi với chim an. Chúng ta xem ví dụ. Pisa tà, đây là đắt. Kata là đi. Pisa tà sẽ thành Pisa chim an là đắt nhưng. Kata là đi. Kachiman đi nhưng. ripta là khó. Urepchiman ừ, khó nhưng mộc tà là ăn mộc chiman ăn nhưng sôn xích tăng ngân pizza chim ăn bà xích sôi ồ là nhà hàng sôn pizza chim đắt nhưng bà xích sôi ồ ngon hàn quốc cơ khủng bù nên cái việc học tiếng hàn quốc ở ừ, đếp tuy khó nhưng chém mì sôi -so nhưng thú vị. 오늘 hôm nay cho nên Hakio e tôi đi đến trường nhưng Tung Sen ngấn ăn nhưng em thì không đi. Cho nên Kim Chi Run man tôi ăn kim chi nhưng Xin cô nên kim chi ăn một Nhưng bạn mình, bạn tôi thì không ăn kim chi. đối với hai mệnh đề tương phản sử dụng ưng ưng. ví dụ nanashi hutefoni pisayo cái điện thoại của nana thì đắt chế sai sayo điện thoại của tôi thì rẻ thì chúng ta sẽ sử dụng như sau nanashi hutefoni pisachiman chế sai sayo đây là câu đúng còn các bạn thay ân nhân bằng K thì là chúng ta sẽ không sử dụng cái cái nói này khi chủ ngữ giống nhau giữa hai mệnh đề thì lược bỏ chủ ngữ ở mệnh đề thứ hai ví dụ, 소원식당이 비싸요 소원식당이 맛있어요 thì chúng ta sẽ dùng là 소원식당은 Pisachiman Masisoyo bởi vì cùng một chủ ngữ đó là tàng. Còn Sounjitang ơn Pisachiman Sounjitang ơn Masisoyo đây là uh, tuy uh, nhà hàng Soun đắt nhưng mà nhà hàng lại ngon. Cái này chúng ta sẽ không sử dụng cách nói như thế này. Với thì quá khứ sẽ sử dụng chiman. Ví dụ 저녁에 사과가 비쌌지만, 작년에 사과가 비쌌지만, 올해는 안 비싸요. 라. 남괄이 타오 닷 남네 刀오야 어제는 길이 복잡했지만, 오늘은오늘은안 복잡해요. 홍과, 딜은 동독, 권, 홈은 흥동. 지난번에, 지난번 시험은, 어렵지만 어려웠지만 이번 시험은 쉬어요. lần thi trước thì khó, lần thi này thì dễ. nhưng lần thi này thì dễ. 학교에는 cắt 도서관에도 도서관에는 안 갔어요. tôi đã đi thư viện nhưng mà à, tôi đã đi đến trường học nhưng mà không đi đến thư viện. 어제는 운동은 했지만 hôm qua tôi đã tập thể thao nhưng 오늘은 안 해요. hôm nay không tập. 어제는 빵을 먹었지만 hôm nay à hôm qua đã ăn bánh. 오늘은 빵은 밥을 먹었어요. nhưng hôm nay thì tôi ăn cơm. Chú ý không viết như dưới đây. Ví dụ như là công bu hechiman, chiman, tức là Động từ phía phía trước của man không chia và chúng ta chỉ bỏ chữ ta đối với động tính từ thôi ạ. À. Các bạn chú ý như vậy. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukohasotsumida, bye bye.